vứt cái cuống đi này. Cuống họng cuống đi được. Cuống họng đi để nó sật sật, sật ăn ngon không? Ủa anh ấy đẩy nhân quá anh. Không nhiều nhân. Thế này là vừa. Thế này mà. Này chỉ đánh được hai. Không. Đĩa gì nó cũng to đâu luôn. Cái canh gì không quay không kịp. Tiếp canh vịt thì cần quay ít hơn. Tiếp canh vịt thì Thái Bình đạo diễn Lạc Sơn. Phụ diễn Tuấn Lạng Sơn. Cái này là cái gì nhỉ? Đam mê vào bếp nhưng mà đáng em làm đầu bếp nhưng mà bố mẹ bắt đi lái xe công. Này gặp phải thằng thượng này này. Bác ấy làm nhầm nghề rồi. Ngày nào cũng làm nhưng mà biết thì mẹ được chắc cháo hết một phát thì cái bác ở trên này vẫn đón được đấy. Thế thì đấy ngon bận sau được lên là đừng mua vịt bỏ anh thịt đấy nhỉ. Làm rồi mua, lần sau mà anh lên chắc là vịt lớn đấy. Em thì ra bắt từ ép rồi. À. 2 tháng nữa là chén được rồi. Trước khi thịt là lùa nó chạy khoảng 1 tiếng, tắt mồ hôi. Cái canh vịt nào thành thì cũng là đơn giản này. Phát xịt thì phát không quá. Phát này được. Thử tí đổ gói mà sợ anh sợ mặt. Chứa là nó có đông hay không? Đông thì đông, sao đông. Chứng ngập nhân hay là uống. Đấy, thế thôi anh ạ. Sao anh lại lấy được nhiều tiết nhân đấy, là nhiều tiết đấy? Cắt cánh bao giờ nó nhiều tiết. Ủa, đông ngay rồi đây. Không đông, chứ này về lúc 5 phút. Rồi, mang đi chứ. Để tiếp đi. Tắt đèn rồi.